Ứng dụng mua sắm thời trang Hulala vừa chính thức ra mắt. Đây là ứng dụng kết nối với hơn 200 thương hiệu thời trang tại thị trường châu Á, cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Như những thương hiệu độc quyền từ chính hãng thời trang nổi tiếng, tất cả sản phẩm kết hợp tạo thành trung tâm thời trang theo xu hướng mới. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm vàng để tạo nên một hành trình mới giúp các tín đồ thời trang khám phá nhiều thương hiệu thời trang uy tín trên toàn châu Á. Thêm vào đó, chúng tôi rất ấn tượng với những tài năng và thái độ làm việc hăng say của đội ngũ trẻ Việt Nam. Hai yếu tố tiên quyết này sẽ khó tìm được ở bất kỳ đất nước nào tại châu Á. Hulala được thành lập từ năm 2015 bởi hai nhà thiết kế Steve Murray đến từ Anh và Lucas Havas đến từ Cộng hòa Séc. Đây cũng là một ứng dụng mua sắm riêng biệt dành cho những người thích sản phẩm hàng hiệu, có thể mua hàng chính